Xin chào mọi người, thì đây là khóa học về chủ đề thương hiệu. Thì thật ra là cho đến tận bây giờ, thương hiệu vẫn là một khái niệm rất là mơ hồ, kể cả với những người đang làm trong ngành. Cho dù đứng ở dưới góc nhìn của agency hay là ở dưới góc nhìn của những anh chị làm trong client, hoặc là ở bất kỳ một cái góc nhìn nào thì chẳng được. Thì ở đây có một cái câu nói mà mô tả rất là rõ nét về cái định nghĩa của thương hiệu, đó là every brand is human and every human is a brand. Tạm dịch là tất cả thương hiệu là con người và tất cả con người cũng đều là thương hiệu. Thì đây là cái câu nói đầu tiên mà tôi thường nhấn mạnh mỗi khi có ai đó hỏi tôi rằng thương hiệu là gì. Vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn cũng như với các anh chị ở đây, đó là thực chất thương hiệu nó là con người thôi. Tức là khác với nhiều định nghĩa và các cái góc nhìn liên quan tới doanh nghiệp, tới marketing cũng như là tới khách hàng, thì tôi định nghĩa cái việc xây dựng thương hiệu hay là làm thương hiệu ấy chỉ đơn giản là quá trình tương tác giữa người với người, mà trong đó nó hướng đến xây dựng và duy trì một cái mối quan hệ thân tình giữa con người với con người. Ngay cả giữa khách hàng và doanh nghiệp thì nó cũng là giữa con người với con người thôi. Thì tôi khẳng định điều này đầu tiên để chúng ta có cùng một cái hệ quy chiếu cũng như cùng một góc nhìn chung để chúng ta có thể dễ nói chuyện về mặt sau này. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra ở đây, đó là tại sao tôi nói như vậy? Trên thực tế, bản chất là khách hàng không muốn kết nối với thương hiệu mà họ muốn kết nối với nhau. Vì vậy, chừng nào một thương hiệu càng ngày càng khiến cho khách hàng muốn kết nối, muốn được giao lưu, muốn nói về bạn, muốn học hỏi cùng bạn, vui chơi cùng bạn, và trên hết là kết nối với thương hiệu của bạn để được kết nối với những người khác, thì chừng đó cái giá trị của thương hiệu của bạn mới càng ngày càng lớn mạnh. Thật ra cái điều này lại được giải thích hết sức đơn giản bằng những cái nghiên cứu về nhu cầu của con người, điển hình như là tháp nhu cầu Maslow hay là 16 nhu cầu cơ bản của Sibray. Thì những cái nghiên cứu này ấy, nó cho chúng ta thấy rằng một người dù là ai, không phân biệt màu da, tôn giáo, tính cách, thì đã là con người thì luôn luôn có cái nhu cầu là muốn được công nhận bởi người khác, luôn luôn có cái nhu cầu là giao lưu, là muốn được kết nối với nhau và muốn được chia sẻ với những người khác. Do đó dù thương hiệu của bạn là thương hiệu nào đi chăng nữa, thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp hay một cái thương hiệu mới hoặc đã là một thương hiệu mạnh, thì đều có một cái ký ức chung, đó là cần phải mang trong đó tính người. Nói cách khác, bất kỳ một cái thương hiệu nào đều là hình ảnh hóa của một cá nhân có tính cách, có những cá tính độc nhất, có quan điểm, có những cái sứ mệnh, có những cái niềm tin và có những cái giá trị mang tới cho khách hàng, vân 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 vân. Như vậy thì chúng ta có thể thấy xây dựng thương hiệu là một hoạt động khá là bao quát, tổng quát, và nó được tách biệt ra hẳn marketing luôn. Thật ra là trong hầu hết những cái phần chúng ta đang làm hay là chúng ta đang làm marketing ấy, thì đâu đó chúng ta đều có làm những cái hoạt động liên quan đến thương hiệu. Lấy ví dụ nhá, một cái công việc thiết kế ảnh vì fanpage cho doanh nghiệp trên Facebook chẳng hạn, tưởng chừng như là không liên quan đến thương hiệu đúng không ạ? Thì cái việc mà bạn chọn màu sắc chủ đạo nào trên cái ảnh đó, phông chữ ra sao để phù hợp với giá trị mà doanh nghiệp mong muốn truyền tải, là một công việc hết sức quan trọng. Một màu đen thể hiện cái tính cách bí ẩn huyền bí, một màu da cam thể hiện cái tính cách năng động nhiệt huyết. Lựa chọn những cái thứ đơn giản như vậy ấy, chính là một phần cái gọi là làm thương hiệu. Thậm chí ấy, ngay ở trong cái đời sống cá nhân của chúng ta ấy, thì chúng ta cũng đang làm những hoạt động liên quan đến thương hiệu, đó là xây dựng thương hiệu cá nhân của các bạn cũng như các anh chị. Thì đây chính là một cái hoạt động mà chúng ta đang làm liên quan đến thương hiệu. Có điều là chúng ta có ý thức được cái việc đó hay không mà thôi. Thì đối với doanh nghiệp ấy, cái hoạt động xây dựng thương hiệu được phát sinh từ cái nhu cầu là quản trị sâu sắc hơn cái mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp, để từ đó tăng cái cảm tình, tăng cái sự thấu hiểu giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp cho khách hàng hiểu ngược lại về doanh nghiệp, và chính cái điều đó nó hỗ trợ cho hoạt động marketing cũng như là hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Cụ thể hơn ấy, khi bạn xây dựng được những cái mối quan hệ thân tình với khách hàng, khi bạn có được cái niềm tin của khách hàng, đồng nghĩa với việc bạn có được một cái thương hiệu mạnh, thì lúc này doanh nghiệp của bạn sẽ bán được những sản phẩm với giá cao hơn mà khách hàng vẫn chấp nhận chi tiền, bán được những sản phẩm nhanh hơn nhờ vào việc khách hàng bớt đắn đo suy nghĩ và họ sẽ mua lại nhiều lần hơn khi bạn đã chiếm được lòng tin nơi họ, đồng nghĩa với việc bạn bán được lâu hơn. Mà vì vậy, với tất cả những lợi ích thu về từ việc xây dựng thương hiệu này sẽ giúp cho công việc kinh doanh của bạn đạt được những chỉ số mong đợi về cả doanh thu cũng như lợi nhuận. Thông thường ấy, cái quá trình xây dựng thương hiệu thì nếu hiểu cách đơn giản, nó sẽ trải qua 3 bước sau. Đầu tiên, đó là bạn phải xác định rõ ràng được một cái hệ thống giá trị của thương hiệu là gì. Nói cách khác là việc bạn đi xác định một cái bộ khung thương hiệu để trả lời cho câu hỏi tôi là ai.
Thứ hai, đó là bạn xây dựng và phát triển cũng như là truyền tải cái hệ thống giá trị thương hiệu đó đi. Thứ ba, đó là bạn đánh giá hiệu quả, xem là trong một quá trình phát triển, trong một quá trình truyền thông tới cho khách hàng có hiểu đúng về những cái giá trị mà mình mong muốn họ cảm nhận không. Từ đó bạn đưa ra những phương án điều chỉnh sao cho phù hợp. Thì đây là ba cái bước cơ bản khi bạn muốn làm thương hiệu mà tất cả chúng ta cũng sẽ đều phải động đến. Ngay cả đứng dưới vai trò cá nhân thì bạn cũng sẽ phải động đến ba bước này luôn. Đó là chẳng hạn nhé, từ nhỏ đến lớn, bạn bắt đầu chào đời, bạn được dạy dỗ, bạn được giáo dục để định cho mình những cái hệ thống giá trị, là những tính cách này, những quan điểm, những cái chuyên môn, những công việc của chúng ta sẽ làm. Sau đó bạn bắt đầu ý thức được về lý do tại sao bạn tồn tại, đồng thời bạn đặt cho bản thân một cái tầm nhìn để phát triển bản thân. Tiếp đến, các bạn sẽ phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình để tạo ra những cái giá trị sao cho phù hợp với những cái cộng đồng xung quanh, và từ đó các bạn phát triển dần dần lên theo năm tháng. Xét về mặt bản chất nhé, thì thật ra cái thương hiệu cá nhân ấy, nó cũng giống như thương hiệu doanh nghiệp mà thôi. Không bao giờ là một cái gì đó nó dậm chân tại chỗ, mà nó là một quá trình phát triển bao trùm đi theo doanh nghiệp từ lúc mà nó mới từ ý tưởng, từ lúc mà nó vẫn còn ở trong trứng nước tới khi mà nó đã thành công và trở thành một công ty lớn. Thậm chí là ngay cả khi nó mất đi thì thương hiệu vẫn luôn tồn tại trong khối óc cũng như ở trái tim khách hàng. Chẳng hạn như là thương hiệu Nokia, thì công ty này mặc dù đã phá sản nhưng thương hiệu Nokia thì vẫn tồn tại trong tâm trí của khách hàng. Vì vậy, công ty Microsoft sẵn sàng chi tiền để mua lại thương hiệu Nokia này. Ở đây ấy, thì tôi có một cái lưu ý rất là đặc biệt cho cái bước thứ 3, đo lường đánh giá điều chỉnh cái hiệu quả của một cái thương hiệu. Trong quá trình thực hiện các dự án ấy, thì tôi được tiếp xúc với rất nhiều những anh chị chủ doanh nghiệp. Thì tôi nhận thấy ấy, là cái con số mà họ thích được nhiều nhất là doanh số. Các con số khác với họ gần như là vô nghĩa. Ví dụ nhá, thông thường chúng ta có thể đánh giá một cái thương mạnh hay không mạnh, tốt hay không tốt, thông qua rất nhiều những cái thông số, những cái chỉ số khác nhau. Đó có thể là like page, nó có thể là lượng tương tác, like bài post, hoặc là traffic ở website, hoặc là những cái bài tương tác bạn nhìn thấy nó ngàn like hoặc hàng trăm ngàn like. Thì đối với tôi ấy, tôi nhìn thấy những con số này nhiều khi nó không lý giải được bất kỳ một cái điều gì cả, và nó cũng không thể đánh giá được những cái thương hiệu của bạn đang là thương hiệu mạnh hay là không mạnh, tốt hay không tốt. Chẳng hạn như một cái fanpage có 1 triệu like, rồi các cái post ở trên cái fanpage đó nó có những cái lượng tương tác cực kỳ lớn, nhìn thì cũng có vẻ rất là cảm xúc, nhìn thì cũng có vẻ rất là thích thích, nhưng đối với tôi ấy, cái chuyện này giống như là mình nhìn cũng sướng sướng vậy thôi. Còn chúng ta không thể hiểu được là nó có thực sự là đem lại hiệu quả cho cái hoạt động xây dựng thương hiệu, cũng như là nó có tác động gì tới cái hoạt động bán hàng của mình hay là không. Thì đây là điều tôi rất là rõ ràng những con số. Con số không quan trọng bằng cái việc bạn hiểu được cái ý nghĩa đằng sau của những con số đó. Thật ra trong cái việc mà đánh giá hiệu quả của những con số thì chúng ta cơ bản không có cái nhu cầu nhìn thấy những con số, mà quan trọng là chúng ta chỉ muốn biết và hiểu được đằng sau những con số đó là cái gì thôi. Và như vậy thì chính cái điều này nó mới đúng với những cái mong muốn và đúng với những cái tư duy của những người làm chủ doanh nghiệp, của những người quản lý, của những người phải đưa ra những kế hoạch, đưa ra những cái chiến lược để xây dựng thương hiệu. Thì một lần nữa tôi nhấn mạnh lại nhé, thì là cái hoạt động mà xây dựng thương hiệu ấy, thì nó phải là một quá trình tương tác và giao tiếp từ con người với con người, và nó phải chuyển giao được một cái giá trị nào đó từ thương hiệu đi tới công chúng và khách hàng của thương hiệu đó, để từ đó quay ngược lại họ tương tác. Và chúng ta những cái người làm thương hiệu ấy, cần hiểu cái quan trọng nhất là cái tương tác ngược lại của khách hàng nó là cái gì mà thôi. Từ đó bạn có thể đưa ra được những cái điều chỉnh sao cho phù hợp. Tức là những chỉ số nó chỉ là những cái con số, nó chỉ là những cái chỉ số, và nó hoàn toàn là những chỉ số vô cảm nếu như bạn thực sự không hiểu ý nghĩa đằng sau của nó. Tuy nhiên là trong thực tế, các bạn cũng như các anh chị vẫn có rất là nhiều cái hiểu lầm khi mà nhắc đến cái khái niệm thương hiệu. Thương hiệu là phải khác biệt, rồi là sản phẩm phải thật là tốt thì mới nên bắt đầu làm thương hiệu, hoặc là một cái sản phẩm phải thật nhiều người biết đến thì lúc đó chúng ta mới là một cái sản phẩm có thương hiệu, vân 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 vân. Mà vì vậy trong cái khuôn khổ khoa học này, ngoài việc chỉ cho các bạn và các anh chị hiểu đúng về thương hiệu và bản chất của nó cũng như là cách để xây dựng thương hiệu, thì tôi sẽ giúp cho các anh chị tẩy não những cái hiểu lầm cơ bản đó. Một khi các anh chị đã có được một cái tư duy đúng thì cũng đồng nghĩa việc các anh chị mới có thể làm được được. Tóm gọn lại, hiểu cách nôm na, nếu bạn xây dựng thương hiệu tốt thì kinh doanh sẽ tốt, đồng nghĩa việc doanh thu và lợi nhuận thu về sẽ đều đặn và bền vững. Đó chính là lý do bạn cần làm thương hiệu, và trên hết đó là động lực giữ bạn ngồi lại đây với tôi tới tận cùng buổi sáng. Và cuối cùng, bằng tất cả niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi trân trọng gửi tới các bạn như các anh chị một lời chào, cũng như là một cái lời ước mong rằng các bạn và các anh chị sẽ áp dụng được những cái kiến thức và tư duy này vào thực tiễn công việc cũng như là cuộc sống.
Tôi là Minh, Nguyễn Đình Minh, hiện là PR Director của trường kinh doanh TID Nesco. Rất vui khi bạn và tôi có cơ hội được chạm mặt nhau tại đây ngày hôm nay.